Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Hugo Quỳnh. Hôm nay Hugo sẽ cùng các bạn thì vượt cái thử thách giới hạn biết đấu vui vẻ để lấy cái con tướng đó là con Beatrix tiểu quỷ. Thì đây là một cái event mà nó comeback lại. Bây giờ trước đây Iggy cũng đã có ra cái event này rồi các bạn. Và bây giờ Iggy tiếp tục ra để cho các bạn thêm cái mạnh của con tiểu quỷ. Rồi cái thứ nhất là quyết tâm. Thì boss của ảnh này là phi nữ, phù thủy bí ẩn và trưởng lão người thú. Nói chung là hai con này là hai con phù thủy đi, con này mấy gì ơi, con này là con yêu cầu là sử dụng tiểu quỷ và dọn sạch sàn đấu như hạn chế được áp đặt. Thôi bắt đầu như các bạn. Rồi bây giờ Huya sẽ chọn cái đội hình để giữ cái ải này như sau. Con tiểu quỷ á, thì nó bắt buộc mình phải sử dụng rồi các bạn, mình không đổi được. Mình có thể chọn thêm một con tăng cơ để phụ trách cái tác dụng nó là đỡ đòn. Các bạn có thể chọn như Wesley, hiệp sĩ địa ngục. Ở đây Huga sẽ chọn con hiệp sĩ địa ngục nè. Ngoài ra thì Huga chọn thêm con hồi máu, con hoa tiên đi, sát thủ diệt ma để tạo cái sát thương. Rồi kèm theo đó là con thợ săn thú. Rồi bắt đầu dự ải nha các bạn. Ải thứ nhất thì nó có rất là nhiều con các bạn ơi, nhưng mà những cái con này nói chung lại rất là cùi bắp. Chỉ có hai con phía sau, các bạn lưu ý giùm Huga ha, có hai cái con phía sau là hai con thầy bù đỉ á, nó sẽ búp cái sức mạnh qua cho cái con phía trước này. Không phải là sức mạnh nữa mà búp cái dạng như giáp á các bạn, thì giúp cho những cái con phía trước này nó miễn nhiễm sát thương đấy, miễn tay chém chém hồi máu lên cái đi các bạn, chém chết mà chém này, đập. Cái thứ gì đâu khủng khiếp khốn nạn, bùm mày miễn nhiễm à. Nói chung lại nếu mà các bạn muốn mà đánh dễ đó, thì các bạn cứ tập trung, các bạn quất hai cái con thầy phù thủy phía sau này. Nhưng mà theo Huga thì cái phía trước này nó khá yếu cho nên Huga không cần thiết phải làm vậy. Rồi cái thứ hai nó có con hiệp sĩ địa ngục. Hiệp sĩ địa ngục của nó đối đầu hiệp sĩ địa ngục của Huga kìa các bạn. Ở con hiệp sĩ địa ngục của nó ăn gian các bạn, nó búp con hiệp sĩ địa ngục của nó khổng lồ quá luôn kìa, to hơn hiệp sĩ của Huga nữa. Wow, chết mày nè. Hiệp sĩ địa ngục, hiệp sĩ địa ngục đóng băng mày lại một cục, nó chết mày chưa, cho mày chưa, ôi chết mày nè. Nè nè nè, cái bầy thầy bầy phía sau này nó búp máu cho nhau, khốn kiếp khốn nạn, quặp mày, chém mày, chém chết nhà mày, giết mày nè, giết 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 nè, nó chém mày nè, nó chết này. Còn một đứa mà để miễn nhiễm sát thương, miễn miễn cho mày miễn nó. Rồi trùm xuất hiện, con trùm ở cái ải này là con phì lũ. Thì Huga lưu ý với các bạn một con phì nữ thế nào, nó càng đánh thì nó càng mạnh, các bạn cố gắng các bạn diệt nó càng sớm càng tốt ha. Chết mày nè, chết mày nè, con phì nữ đó, các bạn thấy nó càng khi các bạn đánh nó càng về sau á các bạn, như là nếu mà cái thời gian mà diệt nó càng dài á thì mình càng bất lợi các bạn. Đấy chết mày chưa, cho mày chưa, chết mày chưa, cho mày chưa nè. Nó gọi cô tiểu quỷ lên làm choáng cho cả cái đội hình của nó luôn. Đây các bạn coi này, khi máu nó ít nó chém một phát rất là đau đó, thấy chưa, khi máu nó còn ít nó chém rất đau nha các bạn. Rồi nó qua nó bắt con sát thủ diệt ma của Huga chém này, rồi miễn nhiễm cả bầy luôn, thợ săn thú bắn chết mày, chết mày là phì nữ, phì nữ ấy da. Rồi sát thủ diệt ma nó ra đi rồi à. Không sao không sao không sao, Huga hồi máu lên được, hồi máu lên được. Ôi còn hiệp sĩ địa ngục nữa mà, choáng mày nè, nó choáng cái bầy búp cho mày. Nó khó là nó có cái bầy búp phía sau, với lại nó càng đánh càng mạnh. Rồi Huga đã giành chiến thắng rồi các bạn ơi, giành chiến thắng ở cái đầu tiên rồi. Wow, Huga đã nhận được một mảnh của con tiểu quỷ. Ôi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Nếu các bạn có gì thắc mắc cứ comment bên dưới video, Huga sẽ giải các thắc mắc của các bạn. Xin chào.